cái muối này mình có bỏ sữa thôi nha, nên nó không có mặn đâu. Chào cả nhà, chào cả nhà đã quay lại kênh Trúc Linh Vlog. Cả nhà ơi, bữa nay một ngày trồng rau vất vả luôn cả nhà ơi. Cái bà ngoại thì không có ở nhà, không biết ăn cơm với cái gì cả nhà. Cái thấy bà ngoại có hai khúc mía, không biết ai cho ngoại hai khúc mía. Vô bắt con gà của ngoại cả nhà ơi, con gà quá trời bự luôn, 2kg luôn nè. Vô bắt con gà để mình làm gà hấp mía nghe cả nhà. Đây, con gà mình làm sạch sẽ rồi cả nhà ơi. Nè, hai phút mía quá trời ngon luôn, mình chặt ra rồi nè. Cái củ hành, củ tỏi rồi ha. Không thể thiếu nước mía nha. Mình mới chạy lên mua một tô nước mía, về mình hấp gà. Rồi mời cả nhà vô bếp làm gà hấp mía với mình nha. Mình ướp gà cái củ hành củ tỏi này thì mình đâm nha cả nhà. Mình cho vô đây muỗng bột nêm, cái này bột ngọt, muỗng đường ha, cái này tiêu, cái này một ít bột nghệ rồi cho cái màu nó đẹp á. Rồi mình trộn lên. Thì cái này nè, cái gia vị này là để mình ướp vô con gà. Mình có cho sữa đặc vô với lại chanh nha cả nhà, hồi nãy mình quên bấm máy. Chào cả nhà, cả nhà ơi. Lấy quay thì con gà hấp mía của mình chín rồi nè cả nhà.
gà vàng ươm luôn. Bữa nay bà ngoại không có nhà, ăn có mình nè cả nhà. Ăn con gà này mình phải đeo bao tay thôi cả nhà ơi, mình phải ra tay ha, để mình xé ra coi nó mềm chưa ha. Cả nhà ơi, mời cả nhà ăn nha. Này. Cái này cái muối này á, mình có bỏ sữa cả nhà nên nó không có mặn đâu. Mời cả nhà ăn thử gà hấp mía nha. Lần đầu tiên mình ăn luôn đó. Trời ơi, nó thơm cả nhà ơi, nó thơm. Xúc sắc cả nhà ơi, nó ngọt, nó ngọt mà nó ngọt thanh thanh sao á, ngon lắm. Nó ngọt là cái nó thanh chứ không phải là nó ngọt cái bột niêm của mình cả nhà ơi, mà cái mình làm cái nước chấm á, nước chấm nó không có mặn mà nó chua chua có sữa, quá trời ngon luôn cả nhà ơi. Quá trời luôn. Cả nhà làm ăn thử. Cái nước chấm của mình á, mình cho sữa với mình làm muối hột thì nó không có mặn luôn. Mình cho sữa ngon quá. Cái hình như mình thấy ít sữa, mình cho thêm miếng đường nữa cả nhà ơi. Quá trời luôn. Cái thịt gà ta này cả nhà thấy không? Nó dai nè. Mà cái thịt gà ta nó nhìn cái sớ nó ngon ha. Nó không phải bở như gà công nghiệp. Quá trời ngon. Mình thích ăn cái da lắm, cái da nó béo. Mình ăn cái đùi thôi là thấy nó no rồi. Con gà này nó bự lắm cả nhà ơi, 2 kg á. Hồi nãy mình ra bắt mình cân thử 2 kg. Đây ăn bộ đồ lòng. Cái này là cái gan. Wow, cái mời cả nhà ơi. Ăn cái đùi không là thấy no rồi. Mời cả nhà ăn ăn cái mời nha. Đạm gà mình thích ăn cái mời nhất cả nhà ơi.
gà ngán á, ăn đậu đồng vô. Cái này mình hấp 45 tiếng, 45 phút quá cả nhà. Mà nó còn dai quá, tại gà ta. Gà bà ngoại nuôi nên nó dai quá. Ăn cái cánh luôn. Quá ngon luôn, cái nước mía nó ra nó ngọt mà nó ngọt thanh ghê luôn á, ngon lắm. Mà cái thịt gà nó dai nữa. Làm gà mình thích ăn cái cánh à, ở bà ngoại cái đùi. Bữa nay bà ngoại đi đám giỗ rồi cả nhà ơi, con gà nó bự quá trời luôn á, mình ăn được có cái cánh với bộ lòng chứ cái đùi no quá trời rồi cả nhà ơi. Thôi mình dừng video tại đây, cả nhà xem thấy thích ủng hộ kênh cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Chào cả nhà nha.